phản ứng của Quế Ngọc Hải về chuyện Hoa hậu Ý Nhi gây tranh luận. Trong một cuộc phỏng vấn, Hoa hậu Ý Nhi được hỏi rằng hãy kể tên ba người nổi tiếng quê ở Bình Định. Cô gái 21 tuổi này tự tin trả lời, em, nhà thơ Hàn Mặc Tử và nhà vua Quang Trung. Đông đảo cư dân mạng bình luận về câu chuyện này, trong đó có trung vệ Quế Ngọc Hải và hậu vệ Hồ Tấn Tài của tuyển Việt Nam. Lý do là Hồ Tấn Tài cùng quê Bình Định với Hoa hậu Ý Nhi. Hiện tại, Bình Định đang có nhiều người nổi tiếng như ca sĩ Cẩm Ly, ca sĩ Quang Dũng, chủ tịch câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Đức, tuyển thủ Hồ Tấn Tài. Trong khi đó, Ý Nhi mới đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 vào cuối tháng 7 năm nay. Ngoài ra, Hoa hậu Ý Nhi đã trả lời sai. Cố nhà thơ Hàn Mặc Tử sinh ra ở Đồng Hới, Quảng Bình. Ông mất ở Quy Nhơn, Bình Định vào năm 1940. Cũng liên quan đến những phát ngôn của Ý Nhi, kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn phản ứng với dòng chia sẻ. Mình cũng đồng trang lứa với bạn nè. Trang Wikipedia của bạn mới lập được 7 giờ trước thì trang của mình đã có từ năm mình 15 tuổi. Trong lúc bạn đi Hoa hậu và trưởng thành thì mình đại diện Việt Nam thi quốc tế rồi. Phản ứng của nhà vô địch SEA Games năm 2017 đến từ phát ngôn của Ý Nhi. Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cà phê thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình. Có một số ý kiến nhận xét Hoa hậu Ý Nhi bị vạ miệng, cần được thông cảm vì tuổi trẻ mắc sai lầm là bình thường. Nhưng một số quan điểm khác bình luận không nên liên tục bị vạ miệng bởi Ý Nhi là hoa hậu nên khả năng ứng xử cần chín chắn, tránh lặp đi lặp lại những chuyện gây tranh cãi.